Lại là chúa tể của những YouTuber hãy làm phám đây. C. Hôm nay sẽ là hai tay hai súng. Hôm nay sẽ là hai tay hai súng, hai máy. Đây là một cái máy bị bể màn hình và thay màn hình. Và cái máy thứ hai cũng bể màn hình luôn đây. Đây mọi người xem này, đó nó bị đen bên rồi rớt luôn. Kinh chấn động. Rồi. Đó mọi người thấy chưa? Bị bể một bên màn hình đen luôn bên. Đó hai tay hai súng, hai tay hai máy. Sáng hôm nay mình sẽ thực hiện thay màn hình cho hai cái máy này cùng một lúc luôn. Quá chấn động luôn. Mọi người thấy hay thì cho mình một like đi ạ, một like đi ạ, một like, một đăng ký kênh, bấm nút cái chuông luôn nha mọi người. Rồi ok, giờ mình sẽ tiến hành thay màn hình cho cái máy đầu tiên. Hai cái máy đều là Vivo hết. Một cái Vivo Y91, một cái Vivo Y11. Rồi chấn động. Ok, C. Ok mọi người, sau khi mình đã tháo được cái màn hình ra khỏi cái khung rồi thì mình sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ toàn bộ cái khung. Trên cái khung này còn sót lại cái keo cũ, mình sẽ cạo ra hết cho sạch sẽ để lúc ráp màn hình mới vô thì nó không bị cắn, bị ảnh hưởng tới cái màn hình mới. Trong khi chờ đợi cái máy đầu tiên thì mình sẽ tiếp tục tháo cái máy thứ hai ra luôn, cũng là Vivo luôn, hồi nãy mình đã nói rồi đó. Đây là cái Vivo Y91. Đây mình đã bắt đầu tháo cái màn hình ra đây. Cũng giống như là cái máy trước thì máy này cũng vậy luôn, mình cũng vệ sinh sạch sẽ toàn bộ cái keo cũ sót lại trên cái viền để đảm bảo ráp màn hình mới vô được đảm bảo hơn, không bị lăn cắn. Đây mọi người, đây là hai bộ màn hình của hai chiếc máy, hai tay hai súng. Giờ mình sẽ tiến hành thay cho cái máy đầu tiên trước. Máy nào trước đây, mọi người cùng xem nha. C. Bước tiếp theo là mình sẽ tiến hành đó là kiểm tra trên màn hình coi thử có bị vấn đề gì hay không, có bị màu khác thường hay là cảm ứng không ăn chỗ nào hay không. Mình sẽ kiểm tra đầy đủ hết trước khi ráp vô máy. Hai cái máy này sáng nay là giao cho hai vị khách luôn, chấn động luôn. C. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là dán cực lực cho cái màn hình này. Đó mọi người thấy chưa, màn hình mới là tem mọc vẫn còn nguyên luôn đó. Thay màn hình mới là phải còn nguyên tem như vậy mới đảm bảo. Rồi ok, đó là cái màn hình đầu tiên. Mọi người nhìn xem đây, ở dán cường lực chuyên nghiệp là phải vậy. Đó, tự động bọt nó tự động thấy luôn. Đó, rất là chuyên nghiệp, điêu luyện, chấn động. Rồi, giờ mình sẽ đi keo trên cái khung viền này. Đây là cái keo chuyên dụng để dán màn hình điện thoại đây mọi người. Keo này là theo như nhà sản xuất là 48 tiếng. Nhưng mà để tầm 2-3 tiếng là có thể keo nó đã khô được rồi. Ok mọi người, giờ là tới bước mà mình vệ sinh lại cái keo, còn keo mà thừa, keo lúc mình dán nó sẽ bị chảy ra bên ngoài, mình sẽ vệ sinh nó bớt và sau đó là cột chi xu như này này. Đó, đây là mình cột để cho cái màn hình nó cố định, cái keo nó chưa khô kịp là mình phải cột như vậy này. Đó, để tầm 2 tiếng sau là mình có thể tháo chi xu ra được. Rồi đó là cái máy thứ nhất và bây giờ bắt đầu là cái máy thứ hai. Mình cũng dán cường lực luôn, tem mọc đầy đủ nha mọi người. Đây mình dán cường lực trắng. Đây cường lực, đây là cường lực tặng, thay màn hình là được tặng dán cường lực miễn phí. Đó mọi người thấy chưa, dán chuyên nghiệp là phải như này. Đó, bọt khí nó tự động nó chạy xuống. Ok luôn, quá đỉnh, chuyên nghiệp. C. Và một cái điểm nữa đó là mình dán thêm một đoạn băng keo ngắn ở dưới cái cổ màn hình đó, để cho cái cổ nó được cố định. Đó, lúc mà mình ráp màn hình vô là cái cổ nó sẽ dán cứng vô
cái băng keo đó nó không bị di chuyển. Nói chung là đây là vấn đề mà mình gia cố cho cái cổ nó được cứng hơn, cái cổ màn hình, để nó không bị ảnh hưởng tới cảm ứng và chất lượng hiển thị. Đó là mình làm theo phương án đó là chắc chắn thôi, không dán cũng được, nhưng mình dán thì cho nó chắc cú hơn, gia cố. Ok mọi người, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong thay màn hình cho hai chiếc Vivo. Quá đẹp mắt, như hai đòn bánh tét luôn, chấn động. Ok, xê, và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo nha. Nhớ like và cho mình một đăng ký kênh, bấm nút cái chuông và để lại suy nghĩ của mọi người dưới phần comment dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, mình là Hải Lâm Phạm.